Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Mình từng giao đấu với hắn ta một lần, đúng vậy, ngoại trừ hắn ta, còn ai có thể có đạo pháp quái quỷ như thế này được chứ? Rốt cuộc người là ai? Tôi chính là đệ tử của Tú Cát. Đệ tử của Tú Cát, hóa ra là vậy. Nói ra thì căn cứ này từ rất lâu đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Vốn dĩ nơi này thuộc quyền cai quản của tướng quân Tú Cát. Lẽ nào bọn họ do Tú Cát tướng quân phái đến? Xin lỗi, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, thế mà lại không nhận ra ngài. Tất cả mau đứng cảnh giác, hành lễ với đặc phái viên ngay. Không cần phải lễ nghĩa làm gì. Vậy chuyện của em gái tôi, các người mau thả Liễu Mang ra ngay. Hả? Rõ. Nếu là em trai của đặc phái viên, tất nhiên là do có hiểu lầm gì đó. Mong đặc phái viên có thể nói giúp vài lời trước mặt của tướng quân Tú Cát. Được thôi, ông tên gì? Tại hạ là Tôn Khải, tạm thời là thống lĩnh quân biên phòng giữ ven biển. Lần này đặc phái viên đến đây, có phải là vì chuyện liên lạc bị cắt đứt hay không? Đúng vậy, không liên lạc được với các người. Tú Cát sư phụ phái tôi đến đây để xác nhận an nguy nơi này. Đưa tôi đi xem xét một vòng đi, tôi cần đích thân xác nhận một chút. Thiên Minh, sao mà anh làm được thế? Tại sao đám người này trong phút chốc lại nghe lời như vậy? Lấy đức phục nhân mà thôi. Chu Phi Oanh, nạp lăng đã hoàn thành. Truyền âm linh hồn có thể kích hoạt lại. Oanh Nhi, em nghe thấy không? Vô Minh, anh đến tìm em rồi à? Xin lỗi nha, hình như linh lực của em biến mất rồi. Oanh Nhi, em đang ở đâu? Vừa rồi ở ngoài ầm ĩ như vậy, sao không nhìn thấy em ra ngoài? Mời đặc phái viên qua bên này. Đây là kho hỏa quân của chúng tôi. Ồ, tầng 1 chỉ có những nơi quan trọng như này thôi. Đặc phái viên muốn lên tầng 2 xem thử hay không? Quán đã, không phải vẫn còn sót một chỗ đấy sao? Sao bên đó lại có người canh gác? Mở ra cho tôi xem thử. Bên trong chính là một phòng chứa đồ bình thường thôi. Cái này không cần làm phiền. Đến đặc phái viên. Phòng chứa đồ. Chuyện gì thế? Cửa lớn bị người ta phá vỡ rồi sao? Đây chính là phòng chứa mà ông nói. Mà ông nói đó hả, Tôn thống lĩnh? Đặc phái viên, ngài không được vào. Đây là khi bảo mật tối cao, do Diệp Nguyên Siêu đích thân thiết lập. Không được Nguyên Siêu cho phép. Cả vợ của ông ấy cũng không được tùy ý vào. Câm mồm. Vậy nếu tôi cứ muốn vào thì sao? Khốn kiếp. Người bên trong nghe lệnh, mau nhấn nút tự hủy. Làm tốt lắm Oanh Nhi. Vô Minh đại nhân. Bên trong này chính là thứ anh muốn tìm sao? Vừa rồi Oanh Nhi nghe ngóng rõ ràng rồi. Đặt bàn tay lên thứ này là có thể mở ra. Cũng tốt. Trước khi chết có thể kéo đám gian tế các người cùng lên đường. Lời này là có ý gì? Cái này sử dụng kỹ thuật của tiến sĩ Cố Tiểu Hề, hóa gen phát minh mới nhất. Chỉ cần không phải do đích thân Diệp Lương Nguyên Sư kích hoạt, thì sẽ chạm vào đạn hạt nhân ở bên trong. Đến lúc đó tất cả những người ở đây đều sẽ tan xác. Hóa gen ơi. Hoàn toàn quét mã, điều tra tín hiệu sinh vật thất bại, không thể nào xác nhận thân phận đối phương. Hình như mình đã từng nhìn thấy ở chỗ của Cố Tiểu Hề. Nhưng nếu tòa thành này là của Diệp Nương để lại cho đời sau, có nghĩa là khóa gen này không phải chuẩn bị cho ngài ấy. Vậy thì chỉ có hậu nhân được truyền lại nguồn gốc sức mạnh này. Này, tên nhóc nhà ngươi không sợ chết à? Trước đó Tú Cát từng nói mình chính là hậu nhân của Diệp Nương. Vậy giờ hãy để mình đích thân xác nhận xem. Quét số liệu gen hoàn tất, đang ghép lối với gen của Diệp Nương. Đây chính là một chìa khóa khác để đi đến mật bảo. Phát hiện khóa gen căn cứ chủ đã mở, bắt đầu liên kết. Liên kết thành công. Nếu ổ khóa gen này đã được mở, chứng tỏ kế hoạch của ta đã thành công rồi. Diệp Nương Nguyên Sư, ta không biết người đứng trước màn hình liệu có còn là người của họ Diệp hay không. Cho dù ngươi có tin hay không, ông đây chính là tổ tông của ngươi. Sao tổ tông của mình lại có đức tính như thế này chứ? Mối quan hệ này xem ra không sai vào đâu cho được. Đừng nóng vội, giờ phút này trong lòng của ngươi chắc là tràn đầy hiểm nghi. Mong rằng ngươi hãy nhớ cho kỹ, chân tướng tiếp theo mà ta sắp nói ra
vốn dĩ thế giới này giống như những gì ngươi nhìn thấy. Xã hội cùng hưởng phúc chung, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng chính ngay lúc này, đại tai biến đã xuất hiện. Vô số quái vật ngoi lên từ đại dương, bọn chúng sở hữu sức mạnh quái dị chí mạng, con người gọi chúng là tai biến thể. Ngay vào lúc tuyệt vọng đó, có một vài chiến sĩ tiền tuyến bị tai biến thể gây nhiễm, dẫn đến biến đổi gen, thức tỉnh sức mạnh đặc biệt. Còn ta, cùng trong sự cố lần đó bị một con hắc long ký sinh, do đó có được sức mạnh hơn người, từng bước đạt đến vị trí nguyên sơ. Thứ mà khi đó mình nhìn thấy ở bí cảnh tỷ lầm, quả nhiên chính là thuật hóa long. Nhưng để tiến thêm một bước giải phóng sức mạnh, ta bắt buộc là phải liên tục thân mật với vô số cô gái. Chắc hẳn ngươi cũng chịu thiệt từ việc đó. Nhưng vì nghĩa lớn, nếu nhìn thấy cô gái mình thích, nhất định đừng do dự gì mà xuất chiêu ngay. Chuyện này, nhìn cái gì mà nhìn, quần nâu tôi mới cùng anh. Ôi ào, không cẩn thận lại đi xa quá rồi. Quay lại chuyện chính, mặc dù có nhiều người thức tỉnh sức mạnh, nhưng chúng ta vẫn còn quá yếu. Khi đối mặt với tai biến thể, con người không thể nào thoát khỏi kết cục bị diệt vong. Vì thế, tiến sĩ Cố Tiểu Hà đưa ra kế hoạch chiến sĩ nhân tạo. Tiểu Hà cho rằng thông qua việc cải tạo gen, liên tục thay đổi bào thai, có thể nuôi dưỡng được chiến sĩ nhân tạo, có thể chống lại tai biến thể. Nhưng ta lại cho rằng sức mạnh này chỉ có thông qua di truyền mới có khả năng nhiều hơn. Nhưng cho dù bằng cách nào, đầu đã không còn đủ thời gian cho loài người nữa rồi. Vì vậy, ta đã tách biệt thành phố này với thế giới hiện thực, để Tiểu Hà tiếp tục nghiên cứu của mình. Diệp Nương, hóa ra là như vậy. Còn ta sẽ ký kết giao ước cuối cùng với Hắc Long, hiến tế sinh mạng của toàn nhân loại, tạm thời phong ấn tất cả tai biến thể trong vết nứt không gian, chỉ để lại một thế giới nguyên thủy và một số ít người đã thức tỉnh sức mạnh, bao gồm cả con cháu của ta. Mong rằng có thể chọn lọc qua tự nhiên tàn khốc, cuối cùng tạo ra những người có thể có điều kiện điều khiển được sức mạnh của Hắc Long. Ở trước mặt của ngươi chính là hỏa tiễn cuối cùng còn sót lại của loài người. Nó sẽ đưa ngươi đến nơi sâu thẳm nhất của bầu trời, nơi truyền lại sức mạnh của Hắc Long. Đang thêm nhiên liệu. Thống lĩnh, chuyện lớn rồi. Radar quang học hiển thị một làn sóng màu đen đang dâng trào cuồn cuộn về phía căn cứ. Thấm tiềm dạ hiểm, sao nó lại xuất hiện vào ban ngày cơ chứ? 3 tiếng trước. Sao bọn mày lại dám làm như vậy với tao? Dù gì cũng là đồ sắp hết hạn, chỉ bằng để anh em bọn tao hưởng thụ một chút thôi mà. Vãi, đúng là đáng tiếc. Để chạy mất một đứa, rõ ràng con nhỏ đó càng ngon hơn một chút. Tao phải giết chết chúng. Đừng nhiều lời với ả ta nữa, Tiểu Vương. Đến giờ hẹn với khách rồi, mau đi lấy hàng. Rõ. Muốn làm gì hả? Thả lỏng đi nào. Bọn này chỉ muốn mượn một chút linh kiện trên người của cô mà thôi. Tiểu Vương, cậu không trích thuốc tê à? Sếp cao nói rồi, công ty cần tiết kiệm chi tiêu hơn nữa, trích thuốc tê cho người chết có tác dụng gì chứ? Thế thì cậu bịt mồm cô ta lại cho tôi, đừng để tôi phân tâm. Ok. Cố nhìn đi, con người mãi mãi đều xấu xa như vậy, đều xấu xa như thế đấy. Hủy diệt thế giới này là hình phạt nhẹ nhất đối với bọn họ rồi. Ai đang nói đấy? Bụng chặt vào cho tôi. Yên tâm đi anh ý. Cô muốn lấy lại sức mạnh của chính mình, thoát khỏi tất cả những đau khổ này không? Hoặc là ta sẽ cho cô tất cả những sức mạnh siêu cường, chỉ cần cô có thể giúp ta một việc nhỏ, có được không? Được, tôi đồng ý. Vãi. Đờ mờ, mày lại bày trò quỷ quái gì nữa đấy? Không phải đâu anh ý. À, đàn bà này có gì đó rất là kỳ lạ. Đây nè. Thâm tiềm gia hiểm theo dõi tất cả ngóc ngách của thành phố này để ngăn chặn người có được sức mạnh của Hắc Long. Nó có lẽ sẽ không tiếc hao tổn phần lớn năng lượng ký sinh trên người của những kẻ ngoại lai, mạo hiểm xuất hiện cả vào ban ngày. Vì thế cô bắt buộc là phải cầm cự đến giây phút tấn công cuối cùng. Cơ hội chỉ có một lần, lời nguyền bất tử chỉ đến đêm khuya mới hoàn toàn có tác dụng. Một khi ban ngày bị nó nuốt chửng thì sẽ không thể nào hồi sinh được nữa. Người này là thánh nữ.
Thật không ngờ ở đây cũng có thể gặp được một đám huyết thi tông. Có thể giúp thần giáo đào tạo được nhiều mầm non như thế. Chắc ngươi chính là Diệp Thiên Minh đúng chứ? Không cảm nhận được linh lực, chỉ có hơi thở của quái vật. Chúng ta nhất định là không thể nào đấu lại, bắt buộc là phải nghĩ cách kéo dài thời gian thôi. Chú Phi Oanh, sao cô lại ở chung với người của huyết thi tông chứ? Hóa ra là thế, chả trách. Thật không ngờ cô lại là nội gián lớn nhất của thần giáo. Chả trách kế hoạch của thần giáo ở Hợp Hoan Tông lại bị làm khó dễ đủ điều. Không chỉ có chuyện Hợp Hoan Tông đâu. Cô không muốn biết xem phần hồn của cô rốt cuộc làm sao mà chết à? Tên nhóc nhà ngươi biết rõ nội tình ư? Ngoan ngoãn khai ra đi. Còn nhiều lời với chúng làm gì? Đừng quên chuyện ngươi đã hứa với ta. Thôi vậy, đợi thoát khỏi đây, ta đích thân đến huyết thi tông tìm huyết thi não tổ hỏi rõ ràng. Còn các người thì hãy ở lại đây mãi mãi đi. Tiêu rồi, hỏa tiễn bị dồn đến. Trang thiết bị mộ khởi động. Đây là nghiên cứu của tiến sĩ Cố Tiểu Huyền, có thể ngăn chặn sự phòng vệ cuối cùng của quái vật tai biến. Tôn Khải, vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được vài phút, mong rằng có thể cầm cự được. Dựa vào thứ rác rưởi này mà cũng đòi ngăn chặn ta của ngày hôm nay hay sao? Lộ Hải U Triều,